Hello, everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game hết năm mà theo kiểu gian trận đội hình các kiểu con đà điểu nha các bạn ơi. Một phiên bản hình như là mới. Ok. Rồi đầu vô thì chưa có code gì hết nên là không biết là nó... Mà game này đầu vô nó cũng không có cho gì nhiều, nó bắt chạy nhiệm vụ các bạn. Để coi. À, quà VIP không kim nguyên bảo nha. Ê, vô là thấy cái này là thấy được rồi nè. Rồi. Chưa biết phiên bản ra sao nhưng mà vô thấy VIP 6 là bản ấy nhưng mà... Vô thấy ôi ngon, quà VIP mà một kim nguyên gì không kim nguyên bảo. Trời ơi, lụm được một đống tướng. Ôi trời ơi, ủa 6 sao à? Wow, hero 6 sao luôn bộ. Ủa đúng không 6? Ủa khoan, này là đúng rồi 6 sao. Ừ hay được. Ủa ngon vậy ta. Okay. Tại sao lại như vậy? Ủa 6 sao hay 11 sao ta? Ơ kìa bộ. Nào vô trận coi coi. Ôi lôi chấn tử đồ ha. Tiếp theo liền. Ê. Rồi đến với thông tin server cái nào. Nhìn thấy là thấy thơm rồi đấy. Đây, thông tin server yêu ký 2, luyện yêu ký phiên bản 2, game H5, PC, Android, iOS. Open X1 quyền vũ vào 19 giờ ngày 22 tháng 1, tham gia nhóm Zalo để nhận code riêng của nhóm. Tham gia event like, share, comment, nhận 1 triệu swap. À, ngon. Group Zalo, gì group Facebook, rồi trang chủ. Hội nhóm Zalo fanpage này đây code nè hả, 1 2 3 4 5 6. À đua top lực chiến 7 ngày. Ê, ok không dài dòng bà lòng vòng hả, vô hẳn vấn đề các bạn ơi. Ok nhập code ra đây nha. Đó, ôi cái gì vậy, tiền mặt một đống luôn. Ôi 10 triệu tiền mặt à. Wow, 10 triệu su web à. À, ôi, được. Ôi, cái gì, 50 vạn. Ok, rồi ma quán chi bình, rồi gì tùm lum tà len hết. Ôi, ôi, bản này sao phi nhiều thế. Gói skin tự chọn nè, ha. Rồi, ôi, trang bị 3 bộ. Wow. Ủa, chích mạ bấm nhầm rồi, hy vọng nó không có hót ra. Ôi 50 hồn 9 sao, 25 hồn 10 sao. Ok. Thấy game tốt nha các bạn ơi. Thấy chưa, đầu tuần là đi đến một con game ngon lành liền. Ôi 50 tỷ nữa chứ. Ôi. Ôi. Gì đây, gói à tự chọn linh thú gì nè. Ok. Rồi, tiền bạc mênh mông. Nhưng mà hiếu cái là chúng ta à, lên level luôn hả? Ok. Trời ơi, tí nữa là chắc quan rồi. Thấy kim nguyên bảo không có đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta có là 99 gì, 9.999 vạn. Vậy là chắc là game này phi là 9 triệu gì 9, à đúng rồi, 9.999.999 tiền game rồi. Ok. Nào, có tiền để làm gì? Nạp chứ để làm gì? Đúng rồi. Đó, ngon. Thôi, trừ hẳn vô đây luôn. Ok, men ơi. À, rồi. Giờ muốn mua gì chả được. Mua hết mấy gói này luôn. Ôi, tiền mênh mông. Trời ơi, mênh mông tiếng nhiều quá chân. Ôi đâu. Khoan,
nó là 9.900. Đúng rồi, 9.900 là 10 triệu. Okay. Rồi. Đi nạp tiếp không? VIP 13 rồi, còn mấy gói nè. Thôi mình nạp tiếp cái gói này đi. Ok, lên VIP 15 luôn bầu ơi. Nào, VIP 15 rồi, VIP 16. Ôi, VIP 16 có ma ngộ không? Nào, lên VIP 16 coi nào. Ôi, VIP 16 khó lên vậy ta. Ok, lên VIP 16. Dạ, yeah, tiền còn 7 triệu mấy. Chơi được. Ok, ma ngộ không. Cái này ai vậy? Vũ Thiên Nguyên Nữ hả? Thôi được rồi, tới đây là đẹp rồi. Lên cao quá không tốt các bạn ơi. Lên cao quá sợ độ cao lắm. Cỡ này là thấy im rồi. Im thinh thích luôn à. Mới có xu xu game, tiền game thôi mà thấy ngon vậy rồi. Để coi xin code like xe rồi. Không biết có chưa đây. Ok, xin code like xe rồi. Đây 1 triệu. À, đã có rồi. Ây, 1 triệu su web anh em ơi. Ngon nào. À, skin. Ồ, rất nhiều skin. Bán tướng hả ta? Chứ không có bán tướng sao hả? Tu la ma ngộ không thịnh thiên. À, rất nhiều luôn. Ngọc đế đồ các kiểu. Ok. Đã vô coi tướng coi đồ giám. Hỗn độn. Ok. Hỗn độn nghe nói là đang cập nhật thêm nha các bạn ơi. Nghe nói là có rất nhiều Ôi hỗn độn. Wow. Hình thiên à, đang update hình thiên mới. Xích cơ. Wow. Rồi hà cơ à. Tổ phụng. Ôi à, rồi hiểu luôn. Vậy là ở đây chúng ta sẽ có những con được đấy những con mới. Ok, trời ơi, ôi ngon, bản này chơi được đấy. Ok đấy bầu ơi. Bây giờ mình nâng con nào đây ta? Nữ hả? Nữ rồi chắc thì từ đi. Ở đây có rất là nhiều skin luôn. Mấy ông thích cái skin nào thì lượm skin đó thôi ha. Tinh sư địa. Nè, hồi nãy mình có con ngộ không. Nào đó. Lượm, ê quên nhập số lượng. Đây, số lượng 1. Ok. Trời ơi, có ma ngộ không luôn. Ok men ơi, luôn á. Chơi game tiền nhiều vô hết thật. Ôi ơi, 10 triệu trong này, 1 triệu ngoài web. Ôi là trời. Hít qua đi. Ô. Best seller. Ôi. Phần thiên nữa nè. Ô, lụm luôn 2 con. Nice. Rất nhiều phần quà ngoài này luôn. Ngon lành. Quá ok. Đây, gì pháp chính gì ta lại hồng man nè. Ok. Anh em thích con nào thì mình mua skin con đó thôi. Có tiền mà anh em. Thì khoan, quay lại đi. Ok. Nhưng mà của shop có bán hồn 5 sao không ta? Hút 9 sao, 10 sao. 6 sao, à đây rồi, 5 sao. Hey. À, 10 cái hả? Đúng rồi, gói 10 cái, ok. Lấy luôn cái này đi, ủa? Hồn 6 sao sao nó lại mắc hơn hổ gì, rẻ hơn hồn 5 sao ta? Hay. Rồi, thôi chẳng hết hả? Ok, gói skin đồ các kiểu. Ở đây là mở ra là ủa mấy con này chắc đang trong thời gian cập nhật hay gì á. Rồi hiểu luôn. Ok rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ có, ôi trang bị quá trời luôn.
Nào, hợp thành ngộ không các bạn ơi. Đó. Đó, hợp thành nữa nè ha. Rồi ha. Ui, hợp thành hình như là toàn là tướng 6 sao không anh em? Ghê là má nó dụ mình mua riết luôn á. Nó biết chúng ta nhiều tiền á, nó dụ chúng ta mua riết luôn. Mở nữa nè. Ôi hay. Ôi quá hay. Nào, ở đây skin nè. Đó. Wow. Ứng dụng ngoài hình tiễn liền. Ui. Ngầu. Rất ngầu. Ok bồ ơi. Ủa, mấy con này có không? Ồ, Đặng Thiền Ngọc có skin. À, ngon vậy. Ôi. Ngoài cửa hàng có không? Ôi ta, hình như có cái này. Có Giáng Sinh ngọt ngào à. Lồng đèn chứ là coi con ấy là không thấy. Hai cái này đẹp nè bạn ơi. Nhưng mà lúc mà mình mua là nó không có để Giáng Sinh ngọt ngào nữa, mình cũng không biết là cái skin nó là hụt về cái con nào nữa. Hơi khó ha. Ui, ở đây cũng có đây nè. Ồ, à, thì ra cái skin này là của thằng này. Ờ. Thằng này cũng có skin nè bộ. Wow. Ui, ở trong này có bán hai skin này không? Có bán một cái à. Ok ok. Ôi, có nhiều con ngon lành quá. Mua cái nữa nào, mua thành công. Ôi, nãy giờ mình cũng không biết là mình mua hết bao nhiêu tiền, hết tiền chưa nữa bồ. Ôi. Nào, có tiền thì mua mà xài thôi ha. Ngại ngùng gì. Ok, trải nghiệm đi anh em ơi. Tiền web, tiền in game đồ cũng nhiều lắm. Ủa, có rồi là nó không cho hả? Đậu. Ok. Ơi hay. Ui, con này cũng có skin nữa hả? Wow. À, con này không có. Ui, Nanda cũng có nữa nè. Wow. Ui, nhưng mà trong cửa hàng không có các bạn ơi. Chùa. Không, trong cửa hàng không có. Hơi buồn ha. Ok. Kỳ vậy ta. Trong cửa hàng không có skin đó ta. Sử dụng. Rồi rồi. Ok. Ôi, ở đây nữa nè. Wow. Có nhiều con skin ngon quá. Có đâu. Không, không có các bạn ơi. Con này. Ê, lượm ứng dụng liền. Trời ơi. Nào, ê, anh cũng đã có luôn. Ứng dụng vô, ứng dụng. Đó. Ngon lành cành đào. Hợp lý à. Ôi, nhưng mà trong này là không có skin của con Nata rồi nè ha. Hơi tiếc các bạn à. Nếu mà có skin con Nanda trong này nữa thì ngon nha. Về đây. Rồi, chỉ còn lại thì anh em nâng đội hình, nâng tướng lên và quẩy thôi các bạn ơi. Link heo sẽ để dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha các bạn ơi. Đó, đầy đủ hết. Thích thì mình nhích thôi ha. Ok ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Đó, quá quen rồi. Ui. Thích một.